phần dự thi của đoàn văn hóa nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Nguyên với trích đoạn lễ cấp sắc của dân tộc Dao. Kính thưa quý vị, cấp sắc là một nghi lễ của đồng bào dân tộc Dao, gồm nhiều lễ nhỏ, lễ dân hương, lễ khai đàn, lễ đăng đèn, quàng đèn, lễ thăng danh nhị giới, lễ cầu mùa, lễ triều binh cho người được cấp sắc. Và sau đây, Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Thái Nguyên xin được gửi đến quý vị một số trích đoạn nghi lễ, trích đoạn lễ cấp sắc. Tăng đầu hóa về si chi, tăng mỹ hóa về lông nhân, hóa về sáng sạp lục phủ nhiều ấy, hóa về pháp phủ trầm dầu, hóa về khi chân ba họ sắp chuyển sâu hạng phòng đại sáng quân chức lệnh xếp. Giật ta tăng đầu về si à chi, nhị ta tăng mỹ về lông à nhân, khi nhân hóa về si chi à điên, khi nhân si chi u si à nam. Chào chân lắm điêu sẵn quầy à kiếm, giàu chân lắm điêu sẵn quầy à sầu. Cho chúa diêu tam linh hòa to, giàu chúa diêu tam linh hòa chuẩn nhị nam xìa sẵn nói họ ngà phán vũ tôi nhị nam mình giàu à dừng. Lễ đăng đèn hay còn gọi là quả tăng, theo phong tục của nhóm Dao Lô Gang, trong lễ cấp sắc gồm có một người được cấp sắc và hai đệ tử quàng đèn. Trước khi được cấp sắc, ngồi vào ghế làm lễ, hai thầy làm thủ tục xua đuổi tà ma quấy nhiễu. Ô tin sai lu sai tí sai lu sai lu quân ngoa ly sống y lu lại sống tăng y lại chỉ nam lu tua chỉ nam tua liều liều hàng thiên ha châu liang lu mặn chìa săn ốc quê cháu phan lu phan.
佛天塞路塞地塞路塞路文化里从一路来从当一来西南路多西南多流流行天下九两路满街三路贵州饭路饭天塞路塞地塞路塞路文化里从一路来从当一来西南路多西南多流流行天下九两路满街三路贵州饭路饭天塞路塞地塞路塞路文化里从龙路来从当龙来西南路多西南多流流行天下九两路满街三路贵州饭路饭东方连黑真正啊亲切黑南方八户啊人南方八户八来啊人南方连黑真正啊亲切黑八方八块啊Thank you.
tạc tù tiếng ngang phải xem ta có tất dân lù quần một cái tập xe nhỏ áo ngang phải cài ta có tất dân lù quần một cái chiều nàng trời uống ngang phải xem ta có tất dân lù quần. Đọc sách dài hạn dài các tay ương cho người được cấp sắc. Quan sát ta rất tặng ta phan cũng sinh quả tương nghênh chánh minh chánh minh. Như là gì mình cũng đang hoàn thành xong rồi nhưng mà cả ý sản phẩm cũng mình đang một khi lưu mình cho con quan cho mình nó phải quan sát ta rất quan sát tặng quan sát ta phan hay tăng mình đang quả sức nên tu mình chánh minh chánh minh. Như là thân mình gì thì hay trong tặng là gì cũng phải cũng là việc đồng trời kêu gì là quả ý sản sinh kêu diệu mình tăng thành người là chỉ trọng như luôn một chỗ quan quan là quan sáng ta rất quan sáng ta nhảy quan sáng ta phải ta chúng ta lộ ta sát chân mình tăng những quả tốt sinh tổng tú mình chánh minh chánh minh. Đợt thời tham lam kiếp mặn là sâu mang sông sơn trong sạt phù hòa chi dần dần cô phá nhau lòng là lên tinh tinh tùng linh nhân loại kiếm hà cam tùng đánh thiếu pha siêu xì nằm liều hàng thiên hà chiếu lèng lù mặn tùng thình điếu quê cho phản đủ phản. Tu cảnh tông thanh nhân nói kiếm nhà tan tông đánh thiếu pha thiếu gì nằm liều hàng thiên hà chiếu lèng lù mần tông thanh điếu quay chỗ phản lù phản ngầu con nhân nói kiếm nhà quán tông đánh thiếu pha thiếu gì nằm liều hàng thiên hà chiếu lèng lù mần kia sân on quay chỗ phản lù phản. Điều còn phương chân nhìn nghìn chân chiều thì làm chú sản công chú sản công. Giật điều còn sư chân nghìn nghìn chân chiều thì làm chú sản công chú sản công. Giật điều còn sư chân nghìn nghìn chân chiều thì làm chú sản công chú sản công. Xong, thầy đưa các đệ tử được cấp sắc và cấp pháp danh nhảy múa lưu hành thiên hạ cứu giúp lương dân. Tấm sáng hồ quân liều đòn tiền sáng hí trầm quầy đâm sáng chân qua giống quá xì nam nhổ đón
điện sáng khi chậm thầy dẫn dõi dẫn dây u sĩ nà má hô hô à quần na quần na cả chị ấy trông chiều châu ấy châu chiều trông phòng vạn thảo con quần quần bồ thi chạy bệnh lạng nhún quá hì thảm thoi u mảnh ngàn tặng dân xanh xanh tủ chị nam chân quá chân quá đông quá chị nam nhiều đón dân tráng hì ngu tham sau chấm xanh mồng xanh 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 con loài làm sao hàm cả học của nhàng mừng cả học lì đau dưới chiều vã buôn nhàng dìa chơi mốc vàng mừng chật càng tí nghi càng tì sang cung kia mười chi nghi nghi sang cung kia mấy nghi nghi quay sang quang khi gầy trên kiệt kỳ ngày càng chấm dưới càng chiềm a ni ta càng mua thừa nhầm con bị con chân sông sông phải khâu đần chồng chồng si chồng phải khâu đần chồng chồng si bu bu ngò đại si thắng thần chồng khâu hàm ngò con bị con chân thành thành phải khâu đần chồng chồng si hình phải khâu đần chồng chồng si bu bu ngò đại si thắng thần đình khâu hàm ngò con bị con chân sông sông chân rồi rồi phải khâu đần chồng chồng si loại khâu đần chồng chồng si bu bu ngò đại si thắng vận đại. Thượng quang, thầy và người được cấp sắc nhảy múa thượng quang, mở cửa thiên đình, thỉnh tấu ngọc hoàng xuống hạ giới vân đài, để chứng kiến cho đôi vợ chồng, người cấp sắc làm lễ tơ hồng, tham danh nhị giới. Hô mộng, nam mộng, loài nạp phản nạ phản, thân tôi nạp phản nạ linh nạ loài. Nam mộng nhân loài, như trang nhận nạ đấu, trang nhận tốt yêu hoa phi. Lễ thăng danh nhị giới hay còn gọi là sư mình đồ cài, đây là lễ mang ý nghĩa tống thỉnh ngọc hoàng xuống chứng giám cho đôi vợ chồng từ nay đã có pháp danh bên âm, đời đời kiếp kiếp là vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau. Ô mộc lu bai mộc lu à bai mộc lu bai tăng sinh đầu à sinh chậm dẫn tông hình sinh tù à ni chi sinh bai văn ni hằng à mình chú lại tông so chân thù à lại phán chi ngô chậm chi chú à loài y sĩ bu y sĩ à bu ngô chi y sĩ cả phán à loài ô sĩ nam chi sĩ nam mà chi dẫn song là tai quá sĩ à sẵn dầm dân thông thiên sinh tù à ni bu ni xin nín mán tôi tăng dòng à và si na si nam si sâu mây si sầu à mây dân
Châu lá tai quá xì à thành dầm dân con thím sinh tù à ni phu ni ha giang nam giang ni văn lệnh à lòng. Kính thưa quý vị, cấp sắc là một nghi lễ quan trọng trong đời sống của người Dao. Nó thể hiện đạo lý sống, hướng con người đến điều chân thiện mỹ. Từ nay, người cấp sắc được công nhận là người trưởng thành, được các âm binh tu luyện pháp thuật. Khi sống được làm ăn may mắn, khi chết được về với tổ tiên, được lên thiên đàng gặp Ngọc Hoàng.